Đang đứng trên con đường này là con đường Nguyễn Khánh Toàn, ở trước đây hay còn gọi là con đường Nguyễn Biểu nha quý chú chị. Từ cái vị trí hôm nay này chúng ta sẽ đi ra là biển, chỉ có vài bước chân thôi quý chú chị. Đứng tay của mình này. Con đường này thì nó song song với con đường Củ Chi của chúng ta. Thì quý chú chị biết thì con đường Củ Chi với thành giá bây giờ là không dưới 100 triệu mét vuông rồi, mà chúng ta chỉ cách con đường Củ Chi này chỉ có vài bước chân thôi quý chú chị nha. Và ngày hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu cho quý chú chị về một cái bất động sản, một cái nhà có thể khả năng tạo ra dòng tiền được, một ngôi nhà có 3 tầng nghe quý chú chị. Đây chị chạy là con đường này như này đó, con đường này là xe ô tô đến nhau rất là thoải mái, và đó xe ô tô mình đi rất là thoải mái luôn anh chị ha. Thế hướng đây con đường này là con đường thông nha quý chú chị. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về lại là chợ Bình Hải, đây cái thẳng này thì chúng ta sẽ đi chợ Bình Hải. Và hướng ngược lại đây chúng ta sẽ đi ra biển, vài bước chạm biển thôi. Và mặt biển bên đây là con đường Phạm Văn Đồng, có tòa nhà Center Bay, cũng là giá đó bây giờ là cũng 50 là tới 60 triệu mét vuông rồi, mà họ bán là căn hộ, mà đây là cái bất động sản của mình, đây là nhà mặt đất anh chị ha. Đây nhà mặt đất của mình ở đây là nhà có 3 tầng anh chị ha, nhà được hoàn công rồi, xây dựng rất là kiên cố. Mặt tiền của mình là 6 mét trong nha anh chị, 6 là lục là lọc nha anh chị. Đây chi tiết cụ thể cho quý chú chị chúng ta cũng biết được bất động sản này nữa. Bất động sản của mình đây là đây nhà của quý chú anh chị, đúng không ạ? Nhà xây dựng rất là kiên cố, rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Nhà của mình ở đây, ngang của mình là hơn 6 mét luôn nha quý chú anh chị, 6,5 mét. Đây nha anh chị, đó, đây từ đây chúng mình sẽ đi đây này. Nhà của mình xây cái khoảng phía trời này vậy nè, khoảng phía trời ở đây, đây là cái không gian sinh hoạt chung, nhà này đã thiết kế sẵn rồi. Sau này ví dụ như mà chúng ta có muốn lắp thang máy nữa thì chúng ta vẫn lắp thang máy được nha quý cô chú anh chị. Theo như gia chủ và chia sẻ thì cái móng nhà này xây dựng rất là kiên cố. Thì sau này nếu như quý chị nào chúng ta muốn làm căn hộ hoặc muốn làm nhà nghỉ, chúng ta có thể là xây dựng thêm. Thì chúng ta có thể là đặt thang máy luôn. Ở đây thì khu này là khu phát triển về du lịch, có rất nhiều những tiện ích kèm theo như là nhà nghỉ này, khách sạn này anh chị ha, căn hộ này. Ở đây thì trong một bán kính chỉ tầm 100 mét có 200 mét thôi, chúng ta có đầy đủ những cái tiện ích thôi. Ví dụ như quán ăn này, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi như là mini mart, bất hóa xanh. Với giá cực kỳ là đồng tư luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, Hùng sẽ quay một toàn cảnh phòng mới cho anh chị xem. Anh chị, đất của mình đã được hoàn công đầy đủ hết rồi. Khu dân cư rất là yên tĩnh, đường xá thì hai ô tô cánh nhau thoải mái, cách nước, cách biển chỉ có vài bước chạm biển thôi. Đúng là, rồi trong cái xu thế hiện tại thì cái giá này chúng ta sẽ còn khả năng thương lượng với nhau quý cô chú anh chị. Chỉ có tầm hơn 7 tỷ nha quý chú anh chị, cho một cái bất động sản nhà mặt đất gần biển, gần tất cả những cái tiện ích dân sinh như là điện, đường, trường, trạm, chợ, bệnh viện, đúng không ạ? Từ đây mà chúng ta sẽ đi ra lại Vega City, ra lại nhà hát đó, đúng không ạ? Chỉ tầm 3 đến 4 km thôi quý chú anh chị ha. Đó, thôi quý chú anh chị quan tâm tới cái bất động sản này, ở đây là comment phía bên dưới hoặc kết nối với Hùng qua số điện thoại Hùng sẽ để trên màn hình. Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho quý chú anh chị. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.